Sáng ngày 7 tháng 4, Công an thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã đang tạm giữ hai đối tượng để củng cố hồ sơ khởi tố về tội cướp giật tài sản. Trước đó, Công an thị xã Điện Bàn nhận được tin báo trên địa bàn phường Điện Minh xảy ra liên tiếp hai vụ cướp giật tài sản, trong đó một vụ giật túi xách với giá trị tài sản hơn 10 triệu đồng và một vụ giật túi xách làm nạn nhân bị ngã, chấn thương, phải nhập viện. Lực lượng trinh sát hình sự Công an thị xã Điện Bàn đã phối hợp với Công an 20 xã phường triển khai tiến hành truy bắt. Trưa ngày 6 tháng 4, tổ công tác bắt giữ khẩn cấp Phan Xuân Hiền, 18 tuổi, trú phường Điện An, thị xã Điện Bàn và Trần Văn Doanh, 18 tuổi, trú phường Điện Minh khi đang trốn trong một phòng trọ ở phường Điện An. Khám xét phòng trọ của Doanh và Hiền, lực lượng công an thu giữ hai túi xách và các giấy tờ của nạn nhân, một điện thoại di động và phương tiện là xe máy mà cả hai dùng để hoạt động phạm tội. Cả hai đối tượng khai nhận đã thực hiện 12 vụ cướp giật tài sản, trong đó 10 vụ tại thị xã Điện Bàn và 2 vụ tại huyện Duy Xuyên. Sáng ngày 7 tháng 4, các lực lượng chức năng tham gia cứu nạn chiếc trực thăng Bell 505 rơi chiều ngày 5 tháng 4 đã tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 5, nạn nhân cuối cùng, nhưng không còn nguyên vẹn. Xác chiếc trực thăng cũng đã được trục vớt và hệ thống giám sát hành trình đã được tìm thấy để phục vụ cho công tác điều tra. Nguyên nhân chính thức vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Tuy nhiên, theo Trung tướng Nguyễn Trọng Bình, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, nguyên nhân ban đầu có thể nhận định về mặt kỹ thuật, tuy vậy cũng không loại trừ nguyên nhân chủ quan vì thời tiết thời điểm xảy ra tai nạn tốt. Hơn nữa, đây là đường bay du lịch đã được khai thác từ lâu, trong khi đó phi công cũng là người có kinh nghiệm. Tất cả bộ phận của chiếc trực thăng được đưa về đảo Tuần Châu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh để phục vụ công tác điều tra. Toàn bộ quá trình này sẽ do Bộ Quốc phòng thụ lý đảm nhận. Trước đó, lúc 17 giờ 6 phút ngày 5 tháng 4, chiếc trực thăng Bell 505 mang số hiệu VN8650 của công ty trực thăng miền Bắc, binh đoàn 18 gặp tai nạn. Thời điểm đó, trên máy bay có 5 người, gồm đại tá phi công Chu Quang Minh, sinh năm 1964, và 4 du khách từ thành phố Đà Nẵng ra du lịch. Ông Hồ Tá Lực, sinh năm 1964, bà Nguyễn Thị Hội, sinh năm 1963, bà Hồ Thị Oanh, sinh năm 1962 và bà Phạm Thị B, sinh năm 1958. Ngày 7 tháng 4, Công an thành phố Hà Nội cho biết, liên quan đến thông tin về một học sinh trường trung học cơ sở Yên Hòa, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, bị người lạ mặt tiếp xúc ép lên xe chở đi, Công an phường đã vào cuộc xác minh và khẳng định là thông tin không đúng sự thật. Cụ thể, vào khoảng 15 giờ 30 phút ngày 5 tháng 4, Công an phường Yên Hòa nhận được công văn của Ban giám hiệu trường trung học cơ sở Yên Hòa về việc phụ huynh học sinh NTH lớp 7 trao đổi với nhà trường rằng cháu bị một người lạ mặt tiếp xúc ép lên xe chở đi. Gia đình tìm thấy cháu trong trạng thái tâm lý bất an, hoảng hốt. Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Yên Hòa đã tập trung xác minh và mời em học sinh lên trụ sở công an phường để lấy lời khai. Tại cơ quan công an, em học sinh cho biết không có việc bị người lạ ép lên xe chở đi. Do em đi học bị lạc đường, sợ ba mẹ mắng nên đã nói dối. Ngày 7 tháng 4, Ban Quản lý Khu Kinh tế Quảng Bình thừa nhận nhà máy viên nén tại khu kinh tế Hòn La, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch đã chậm tiến độ 8 năm nay, hiện không đi vào sản xuất như cam kết mà chỉ là bãi đất bỏ hoang. Theo ông Phạm Tiến Duật, Phó trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Quảng Bình, dự án nhà máy sản xuất viên nén năng lượng Dowa được Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ngày 8 tháng 4 năm 2016 với tổng mức đầu tư 240 tỷ đồng tại khu kinh tế cảng biển Hòn La. Dự án được xây dựng trên diện tích 3 hectare. Dự kiến quý 2 năm 2017 đưa vào vận hành, công suất cao nhất đạt 200.000 tấn viên nén một năm. Tuy nhiên, từ năm 2016 đến nay, công ty trách nhiệm hữu hạn năng lượng Sandowa Quảng Bình chỉ xây hàng rào quanh khu đất cùng một căn nhà 2 tầng và để cho cỏ mọc. Cho đến nay đã 8 năm chậm tiến độ, nhà máy vẫn chưa xây, đất vẫn để cho cỏ mọc và trở thành bãi chăn dê của người dân. Theo ông Phạm Tiến Duật, năm 2021, đơn vị này xin gia hạn lần cuối, dự kiến hoàn thành dự án vào ngày 31 tháng 12 năm 2022. Sau khi được Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình chấp thuận gia hạn, công ty trách nhiệm hữu hạn năng lượng Sandowa Quảng Bình vẫn để đất trống. Nhằm phục vụ kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 kéo dài 5 ngày liên tục,
nhiều hãng hàng không, doanh nghiệp vận tải đã tăng chuyến nhằm phục vụ nhu cầu hành khách đi lại. Đại diện Vietnam Airlines và công ty bay dịch vụ hàng không Việt Nam Vasco cho biết sẽ cung ứng gần 551.000 chỗ, tương đương gần 2.800 chuyến bay trên các đường bay nội địa. Bên cạnh đó, Vietnam Airlines khai thác hơn 50 đường bay quốc tế đi đến các điểm du lịch nổi tiếng. Bamboo Airways thông tin dự kiến tăng 25.000 ghế mỗi ngày trên các đường bay nội địa. Vietjet Air cũng thông tin dịp lễ tăng hơn 70.000 vé trên các đường bay với dự kiến 330 chuyến bay, tăng 20% so với thường lệ. Theo dự báo của công ty cổ phần Bến xe miền Tây, lượng hành khách đi về các tỉnh vào dịp lễ có thể đạt từ 55.000 đến 58.000 khách một ngày. Còn theo ban lãnh đạo Bến xe miền Đông mới, dự báo hành khách đạt khoảng hơn 8.200 khách một ngày với khoảng 342 xe trong các ngày cao điểm dịp lễ sắp tới. Đại diện Bến xe miền Đông cũ cũng thông tin, trung bình 2 ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ, khoảng 560 xe xuất bến, tăng đáng kể so với ngày thường. Theo đề án cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025, đến năm 2025, ngành ngân hàng phải xử lý cơ bản các ngân hàng yếu kém. Tại nghị quyết 31 trên NQCB mới đây, Chính phủ cũng yêu cầu ngân hàng nhà nước tập trung xử lý hiệu quả các ngân hàng thương mại yếu kém, để được coi là những quyết sách để nền kinh tế lành mạnh. Hiện có 5 ngân hàng thương mại yếu kém thuộc diện tái cơ cấu, gồm Ngân hàng Đông Á, Đông Á Bank, Ngân hàng Xây dựng, CB Bank, Ngân hàng Đại Dương, Ocean Bank, Ngân hàng Dầu khí Toàn cầu, GB Bank, riêng Ngân hàng Xăng dầu Petrolimex, BG Bank, thuộc diện tái cơ cấu theo hướng chuyển giao phần vốn hay sáp nhập, do cổ đông lớn và sáng lập là Tổng công ty Xăng dầu không được tiếp tục đầu tư nắm giữ ngân hàng theo quy định. Đến nay, các thương vụ sáp nhập đã dần lộ diện sau khi thông qua phương án sáp nhập một ngân hàng trong năm 2022. Đầu năm nay, lãnh đạo Vietcombank cho biết đã hoàn thành phương án nhận chuyển giao bắt buộc, đang triển khai nhanh để đáp ứng đúng tiến độ của ngân hàng nhà nước. Các chuyên gia tài chính cho rằng, các thương vụ sáp nhập ngân hàng yếu kém trong thời gian tới không giống như các thương vụ trước đây, theo kiểu hôn nhân giữa hai tổ chức tín dụng. Ngân hàng yếu kém được nhận chuyển giao bắt buộc sẽ hoạt động dưới hình thức ngân hàng trách nhiệm hữu hạn một thành viên, do ngân hàng nhận chuyển giao là chủ sở hữu 100% vốn điều lệ và là pháp nhân độc lập.